với sự tham gia của các diễn viên Trương Kế Thông, Quỳnh Thúy Như, Trương Chấn Lãng, Hà Quân Thành, Ngô Nghiệp Khôn, Cung Gia Hân, Mạch Trường Thanh cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất La Trứng Nhạc, diễn viên lồng tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Quy Hồ, Thùy Trang, Khánh Văn, Ý Nhi, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng. Kỹ thuật lồng tiếng Khởi Minh, Ngọc Tuấn, Cẩm Thuận, Thanh Liêm, Hồng Ân. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình phần 2. Nhân quả giúp người. Hello. 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 Là Phi Gia và Phi Phi. Chào em Phi Phi. À, Phi Phi chào em. Hello. Thưa đi con. Chị Nga, chị Kay, anh Billy, anh giáo sư, anh Handy. Chào mọi người. Phi Phi lễ phép thật. Nhớ tên của tất cả các anh chị luôn ha, giỏi lắm. Phải rồi Phi Gia, hôm nay không phải cô được nghỉ sao, tới đây làm gì? Ừ, con tự nói đi. Ừ, nhà trường muốn mở rộng thư viện, kêu tụi em mua sổ tay từ thiện, quyên góp giúp nhà trường. Hèn chi nói chuyện ngọt tới vậy, thì ra cũng phải chịu trách nhiệm doanh thu giống như anh. Ghét anh quá. À Phi Phi à, vậy phải mua mấy cuốn? Nè, chỗ này có tổng cộng 5 cuốn, mỗi cuốn có 20 trang, mỗi trang 10 đồng. Bản thân tôi đã mua một cuốn rồi, còn lại 4 cuốn phải nhờ mọi người giúp một tay rồi. Ê, tôi mua một cuốn. Cảm ơn người ta đi. Cảm ơn anh Anson nhiều. Không có gì. Cảm ơn nha. Ê nè Billy, tôi đã mua một cuốn rồi, chắc là anh không mua ít hơn tôi đâu ha. Với giao tình của tôi và Phi Phi, đương nhiên tôi sẽ mua một cuốn rồi. Cảm ơn anh Billy nhiều. Phi Phi à, chị và chị Kay hùng tiền mua một cuốn nha. Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị Kay. Cảm ơn hai cô. Harry à, chỉ còn lại một cuốn, anh với giáo sư hùng tiền mua đi. Ờ, được thôi mà, tôi mua. À, nói tới hùng tiền mới nhớ nha, tôi đang định xây một phòng nghe nhạc stereo loopback ở nhà, lát nữa tôi sẽ gom tiền của mọi người đó. Anh xây phòng nghe nhạc liên quan gì tới tôi? Chính xác, cô hiểu ra vấn đề rồi đó. Tôi xây phòng nghe nhạc không liên quan gì tới mọi người, vậy trường người ta mở rộng thư viện có liên quan gì tới tôi kia chứ? Anh xấu thiệt đó. Vậy cuối cùng tôi với anh hùng tiền mua đi giáo sư. Ok, tôi ứng trước giùm anh. Phi Phi, đây nè. Cảm ơn anh Lỗi, cảm ơn giáo sư nhiều. Không có gì. Cảm ơn mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Để con trai tôi chưa gì đã hoàn thành được nhiệm vụ. Đừng có sợ. Phi Phi, cô hứng thú thưởng thức món bánh cookie của chị Lạc Nhi làm không đây? Dạ có. Có trứng gà không vậy? Yên tâm, tôi để cho nó chọn. Nè, bên này đi, đi. Cảm ơn nha, cảm ơn. Bye bye. Henry à, anh là bơn học hỏi lôi thần, anh coi người ta rộng rãi chưa kìa. Anh kêu kiệt kiểu đó, hẹn chi mấy người bạn gái cũ của anh toàn đá anh hết. Ê, tuyệt đối đừng có nhầm lẫn nha, là tôi chê họ phiền phức lại còn phung phí nữa, cho nên đá họ nói vậy mới đúng đó. Không nói với mọi người nữa, tôi đã hẹn ký hợp đồng với một người khách lớn, mọi người tự nhiên nha. Bye. Bye. Chai này là đồ ngon đó, thử đi. Marco à, anh cố tình kêu tôi ra đây, không đơn giản chỉ kêu tôi uống rượu vang với anh chứ. Có muốn kiếm một mớ tiền lớn không đi? Lần này anh lại muốn tôi giúp anh làm chuyện phạm pháp gì nữa đây? Tôi muốn toàn bộ tài liệu và hội viên của phòng tập CC. Nếu như làm được, tôi sẽ chuyển 50.000 vào tài khoản của anh. 50.000? Nhưng mà phòng tập Rainbow làm ăn thất bát gì sao, phải dùng thủ đoạn này để đi giành khách hả? Anh cứ mặc kệ tôi đi. Một câu thôi, làm hay là không làm? Lần trước ăn cắp tài liệu giáo trình của trung tâm dùm cho anh rồi, và bản kế hoạch của Billy, tính ra cũng không tốn bao nhiêu công sức. Tài liệu hội viên á, là bí mật thương nghiệp, Billy điều khóa nó trong máy tính của hắn, tôi lại không biết mật mã. 50.000 này coi như tôi không có bản lĩnh lấy. Bây giờ anh đang ở chung với hắn mà, anh muốn biết mật mã máy tính của hắn chắc không phải là gì khó khăn rồi. Chà, lỡ như bị người ta phát hiện ra, không những tôi mất luôn chén cơm của mình, còn có thể bị ngồi tù nữa đó. Rủi ro thì cao, thu hoạch lại ít. Cuộc giao dịch này á, tôi không có hứng thú làm. Nếu như anh có bị đuổi việc
thì qua phòng tập của tôi làm giám sát khách hàng thôi. Hai anh em chúng ta kề vai sát cánh, tôi bảo đảm lương của anh tuyệt đối không thấp hơn bên này đâu. Còn nữa nha, lại không cần nhìn sắc mặt của Billy. Không phải nhìn sắc mặt của Billy, nhưng mà phải nhìn sắc mặt của anh rồi. Để tôi suy nghĩ xem, nếu như đáng để thử, cứ làm theo ý của anh. Nè, quyết định vậy đi, cạn ly đi. Tôi uống nhiều lắm rồi, tôi phải đi toilet cái đã. Quay lại sẽ cạn với anh hai ly được không? Nhanh đó. Trời ơi, nhìn đường chứ. Nè, cô à, cô không sao chứ? Có cần gì cô ra ngoài không? Tôi không sao, cảm ơn. Không sao. Còn tưởng tối nay mình có số đào hoa nữa chứ. Ý, xe của anh đậu ở đâu vậy? Uống rượu đương nhiên không lái xe rồi. Sao vậy? Lại muốn đi nhờ xe hả? Tiền taxi cũng muốn tiết kiệm luôn sao? Không phải, chỉ muốn bảo vệ môi trường mà thôi. Nè, tôi sẽ bắt taxi ở đằng trước, có thể cho anh đi nhờ tới trạm xe điện nữa. Nếu gì thì không cần đâu, tôi băng qua con hẻm kế bên thì có xe buýt nhỏ một tuyến chạy thẳng tới nhà. Vậy cũng được, có gì gọi sau ha. Bye bye. Bye bye. Được rồi, đánh lên đi. Làm gì vậy? Nè, làm gì vậy? Muốn lợi dụng hả? Nè, cô à, cô có bị gì không? Không sao chứ? Trời, làm gì mà uống nhiều rượu dữ vậy? Cô có nhớ số điện thoại của mình hay không? Để tôi gọi điện cho người tôi nhà của cô. Tôi nóng lắm, tôi muốn đi bơi. Nè, chỗ này không có bơi được đâu, đừng có bơi mà. Đừng đụng vô tôi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô mà thôi. Nè, mày làm gì đụng vô bạn gái tao? Nè. Nè, hai Tiểu Ca, tuyệt đối đừng nhầm lẫn nha. Vừa rồi có tên Jason muốn làm bậy với bạn gái của cậu, tôi muốn giúp đuổi hắn mà thôi. Tao không nhìn thấy ai khác, tao chỉ nhìn thấy mày lợi dụng bạn gái của tao thôi. Chà, cậu nói vậy mà được sao? Người tốt lại mắc cạn. Nếu không nhờ tôi, bạn gái cậu đã bất hạnh rồi đó. Thôi được rồi, bỏ đi, coi như tôi xui xẻo. Nếu như cậu thật sự quan tâm tới bạn gái của mình á, cậu làm ơn sau này đừng để cổ say xỉn như vậy. Sao em sợ người ta sao muốn bỏ đi hả? Anh hai à, tôi nói mấy lần rồi tôi không có làm bậy với cổ thiệt mà. Được, đừng nói nhiều nữa, báo cảnh sát đi. Được, tôi không làm cần gì phải sợ chứ, có việc báo. Nè đưa, anh coi coi cổ có bị tổn thất gì không, nếu không không cần làm lớn chuyện đâu. Dạ, nếu bạn gái anh bị sầm sỡ, coi anh có nói được như vậy không? Thôi hay là vậy, kêu hắn ta đền tiền đi, cho anh nguôi giận thì coi như không có xảy ra chuyện gì rồi, được không? Vậy dễ cho hắn rồi. Ê, khoan nữa, tiền tôi không có đền đâu nha. Hai người thích làm lớn chuyện lắm chứ gì, tôi hậu tới cùng. Nói mới nói nha, khi không anh tự chuốc rắc rối làm chi. Vừa rồi ở sở cảnh sát tôi đã nói rồi mà, tôi tốt bụng muốn giúp cô gái đó đuổi cái tên dây sờm đi. Ai dè bạn trai của cổ lại hiểu lầm tôi, còn thô lỗ với tôi nữa. Chứ vậy thôi. Thật ra thì nói thật lòng, tôi cũng có vài chuyện không thể hiểu nổi. Nè, bộ anh thấy tôi bị thẩm vấn chưa đủ sao? Về tới nhà còn hỏi cung tôi y như phạm nhân vậy. Thôi bỏ đi, anh muốn hỏi thì hỏi đi. Là như vậy, giá cả ở quán bar đó rất là cao. Uống một chai bia đã phải tốn 100 đồng. Với người có tính tiết kiệm giống như anh thường đâu vô đó. Là bạn của tôi mời, tôi đâu cần phải trả tiền. Đâu lý nào từ chối lòng tốt của người bạn. Ê, nói mới nhớ nha, vừa rồi lúc ở sở cảnh sát sao anh không nói là có bạn bè đi chung hả? Phải, bà xã của bạn tôi á, giám sát chặt dữ lắm. Nếu để cổ biết bạn tôi ra ngoài uống rượu sẽ chửi chết ảnh luôn. Vì tôi không muốn vợ chồng họ cãi giả, cho nên mới không nói tên của ảnh ra. Còn nữa, sự việc xảy ra bên ngoài quán bar mà bạn tôi lại không hề có mặt, không nhắc tốt hơn. Anh đi chung với người bạn nào vậy? Phải đó. Nè, tôi uống rượu với ai có cần phải báo cáo với hai người hay không? Nè khoan đã, hai người hỏi tới hỏi lui một câu thôi, có phải không tin tôi hay không? Con người của anh bình thường tính toán chi li lại còn ích kỷ, tự nhiên khi không tới quán bar chi phí cao để mà uống rượu, và lại không cho chúng tôi biết anh đi với ai, chắc chắn là có bí mật không thể nói cho người khác biết rồi. Mặc dù anh là bạn tính thép, nhưng mà anh tuyệt đối không giống với loại người sàm sỡ khi người ta gặp chuyện. Hai chúng tôi chắc chắn là ủng hộ anh, yên tâm. Bộ hai người thật sự không nghi ngờ tôi sao? Lần trước có một hội viên nữ, ổng mẹo dê dãng anh cũng không đếm xỉa tới. Tôi đã biết anh cũng giống như tôi là trai đẹp nhưng mà có sức khống chế cao, bị người ta tình nghi suốt đêm. Cũng may còn có hai người chịu tin tôi. Có điều chuyện tối ngày hôm nay hai người phải giữ bí mật giùm cho tôi đó nha. Không có làm mắc gì sợ người ta biết. Nè, mặc dù là hai người tin tôi, nhưng tôi đâu biết những người khác nghĩ như thế nào. Tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng tôi làm bao nhiêu chuyện vì anh mà chúng tôi ăn bữa cơm chắc không quá đáng đâu chứ. Ôi, bị hành cả buổi tối, mệt quá. Tôi đi tắm trước đây, có gì ngày mai nói tiếp. Harry, sao vậy Lô Thự, hôm nay có phần nào giá đặc biệt hả? Hôm nay có sandwich salad cá. Vậy tôi lấy một sandwich salad cá, mang đi nha. Thêm 5 đồng sẽ có thêm nước uống. Nước lọc được rồi. Được, lát nữa có liền. Được thôi. Nè, con tập mệt không? Ủa bà Hoàng,
Bà dẫn con gái tới học yoga hả? Phải đó. Má, người ở trong TV vừa rồi là ảnh đó. Phải rồi, con à, hình như má để quên điện thoại ở phòng tập yoga, chúng ta lên đó lấy đi. Ê, bà Hoàng, không đâu, điện thoại của bà ở đó kìa. Xin lỗi nha, chúng tôi đi trước ha. Sao có cảm giác cố tình tránh mặt mình vậy? Anh qua đi. Làm gì vậy? Henry, lần này có chuyện lớn rồi. Có người up đoạn clip lên mạng, chỉ rõ đích danh nói có người thực cơ làm càng sàm sỡ gái sai trên phố. Còn chỉ rõ anh làm việc ở chỗ này. Chuyện này tôi bị người ta vu oan đó, Billy và giáo sư cũng biết mà. Tôi nghĩ rất nhiều người biết chuyện này, cho nên bà Hoàng mới tránh mặt anh đó. Alo. Thưa ông Lỗ Trung Đức, trang web đó có gì đặc sắc không vậy? Tôi nhận ra giọng của cậu. Thật ra chuyện đó đã giao cho phía cảnh sát giải quyết rồi mà, cậu còn muốn gì nữa chứ? Là mày nói không chịu bồi thường cho bạn gái của tao. Mày nói muốn làm lớn chuyện này mà. Tao chỉ nghe theo mày thôi. Làm rùm lên cho ai cũng biết hết. Vậy rốt cuộc muốn sao đây hả? Tâm lý của bạn gái tao bị đả kích rất lớn. Kêu tao dẫn cổ đi châu Âu chơi, sẵn mua sắm luôn. Nếu mày bằng lòng trả tiền thì tao bỏ qua cho mày thôi. Vậy bây giờ muốn bao nhiêu? 200.000 đi. 200.000? Rõ ràng là muốn tống tiền tôi rồi mà. Nè, tôi nói cho biết nha, tôi hoàn toàn không có 200.000 cho cậu đâu. Cho dù có, tôi thà đem quăng xuống biển cũng không đền nào cho cậu. Tao có đoạn clip làm chứng, mày chắc chắn sẽ ngồi tù. Mày cứ tự suy nghĩ đi, xong rồi thì gọi tao ha. Henry à, chúng tôi đã nghe hết rồi. Bọn khốn kiếp đó nói bắt tôi phải đền 200.000, không đền sẽ kiện cho tôi ngồi tù. Vậy anh báo cảnh sát đi. Vô ích thôi, vừa rồi điện thoại không có ghi âm, không bằng không chứng, báo cảnh sát cũng vô dụng. Thì ra anh bị người ta vu oan. Vừa rồi chúng tôi còn nghi ngờ anh. Tại chúng tôi nghĩ oan cho anh, xin lỗi nha. Chuyện này không quan trọng nữa rồi. Vậy bây giờ anh tính sao đi? Còn sao nữa hả? Tìm luật sư kiện tụng với chúng mà thôi. Kiện ra tòa hả? Kiện ra tòa mắc lắm đó. Có thể bị tốn hơn con số 200.000. Giả lại cũng chưa chắc thắng. Không lẽ các cô muốn Henry khuất phục đền tiền sao? Không phải, chẳng qua chúng tôi cảm thấy không đáng cho Henry. Nè, của đi thay người, lại khỏi phải ngồi tù, cũng không cần mạo hiểm mà. Khỏi nói nữa, tôi hoàn toàn không có 200.000 đưa cho nó đâu. Vậy làm gì có tiền kiện tụng chứ? Không, không có tiền thì mời trợ giúp pháp luật. Nếu không tôi tự biện hộ cũng được mà. Tôi không tin tòa án bắt người vô tội phải ngồi tù đâu. Chuyện đời khó nói lắm, quá nhiều trùng hợp, có thể sẽ có sai sót. Henry, anh ở đây thì tốt quá, Billy có chuyện tìm anh. Vô đi. Tìm tôi có gì không? Sáng nay có người bạn gửi cho tôi một đường link. Tôi biết anh nói gì rồi, vừa rồi tôi có xem. Bây giờ đã lớn chuyện lên rồi, tôi không muốn anh ngại. Hay là nghỉ phép dài hạn, chờ sau khi mọi chuyện qua rồi đi làm lại. À, Billy à, tối qua rõ ràng anh nói là tin tôi mà. Bây giờ anh nghi ngờ tôi sao? Không phải là tôi nghi ngờ anh, mà vừa rồi bà Hoàng tới đây để khiếu nại, hỏi công ty tuyển người kiểu gì. Những hội viên rắc rối giống như bà Hoàng chúng ta thật sự có không ít. Tôi không muốn anh phải ôm giận mà thôi. Tôi ôm giận hả? Anh không muốn tôi làm xấu phòng tập CC thì cứ việc nói thẳng ra đi. Anh đâu cần phải nói cái kiểu như đang nghĩ cho tôi vậy. Anh đừng có hiểu lầm có được không? Vào đi. Xin lỗi Billy, làm phiền một chút. Tôi phải báo cáo thuế thu nhập của công ty. Hôm nay là hết hạn, anh có thể gửi tài liệu qua cho tôi không? Tôi sẽ gửi ngay. Cảm ơn. Vừa rồi nó tới đâu rồi? Anh kêu tôi nghỉ phép dài hạn. Ok, vậy thì tôi nghỉ. Không có một người nào hết. Đi đâu hết trơn rồi? Lôi thần, sao anh lại có chìa khóa nhà của tôi? À, chúng tôi ăn lẩu ở nhà của Amy. Billy kêu tôi lên lấy nước ngọt với bia đem xuống dưới. Ăn lẩu? Ăn lẩu sao không gọi tôi? Không phải anh đó có hẹn sao? Sao đột nhiên lại quay về? Còn nói nữa, bạn tôi đột nhiên có chuyện, quỷ bữa ăn cơm cho nên tôi mới về nhà. Nè, đúng lúc lắm, đang ăn lẩu, tôi vẫn chưa ăn cơm, ăn chung đi. Ừ, vậy đi, xuống dưới ăn chung đi. Đi thôi, đi thôi. Tôi đi lấy đồ nha. Chúng ta giấu Henry ở đây thảo luận chuyện của ảnh có phải không tốt lắm không? Đương nhiên là không rồi, nếu như có mặt ảnh chúng ta càng không thể nói thẳng thắn được. Tôi nghe giáo sư nói gần đây tâm trạng của Henry lúc tốt lúc xấu, chắc chắn là đang đau đầu vì chuyện kiện tụng. Thôi chết, nếu ảnh phải ngồi tù sẽ để lại tiền án. Có khi nào quỷ có cuộc đời ảnh không? Nghe cách nói của cô, hình như cô rất thông cảm cho ảnh. Cô đã thích Henry rồi à? Để tôi làm bà mai cho cô. Tôi không có ý gì với Henry hết, nhưng với giáo sư thì rất có hứng thú. Hay là cô nhường ảnh cho tôi đi.
Tôi sao cũng được hết, mọi người thân quá rồi, cô thích thì cứ việc lấy. Đi coi, để tôi mở cửa. Tôi không nói với mấy người nữa, tôi đi mở cửa. Có được thì không đó. Ê, chào mọi người, Henry về rồi nè, anh nói muốn ăn lẩu chung đó. Sao tự nhiên im lặng quá vậy? Vừa rồi rõ ràng còn cười nói lớn lắm mà. Henry về rồi kìa, tính sao đây? Lòng tự tôn của anh rất lớn, thái độ của chúng ta như không quan nghênh ảnh, chắc chắn anh sẽ tự biết mà rút. Làm như vậy hình như không tốt lắm. Đây cũng là cách trong lúc không có cách. Chúng tôi biết làm gì rồi. Phong phú thiệt. Chà, tôi thích ăn gân bò lắm, gấp cho tôi một miếng đi. Henry à, xin lỗi nha, ở đây chỉ đủ phần cho 9 người thôi. Cái gì đây? Ăn lẩu thôi mà, ăn nhiều hay ít đâu có quan trọng đâu. Nè, tôi đột nhiên tham gia không phải chấp nhất đó chứ. Anh thích ăn lẩu chứ gì, lần sau sẽ tính phần của anh. Lần sau. Nè, tôi vừa vô tới thì mọi người lại im lặng. Bây giờ nó không đủ phần ăn. Rõ ràng mấy người không quan nghênh tôi rồi. Vậy tôi đi là được rồi chứ gì. Henry chờ chút đã. Chỉ có Kay là thương tôi nhất thôi. Anh có đói không? Đói chứ. Vậy thì tốt, ở đây có một ly mì, anh cầm lấy đi. Cảm ơn. Ăn thôi. Ăn đi. Cầm đũa. Ăn thôi. Đó, ăn đi. Nè, coi chừng đó. Những thứ có thể ăn ở trong ngăn đông đều bị mấy người đó lấy đi nhúng lẩu hết trơn rồi. Gần đây sao mà mình xui xẻo dữ vậy chứ. 200 ngàn. Nè, rõ ràng là muốn tống tiền tôi rồi mà. Nè, tôi nói cho biết nha, tôi hoàn toàn không có 200 ngàn đâu. Cho dù có, tôi thà đem hoang xuống biển cũng không đền nào cho cậu. Tao có đoạn clip làm chứng, mày chắc chắn sẽ ngồi tù. Mày tự suy nghĩ kỹ đi, xong rồi gọi điện cho tao ha. Ly gì mà kỳ cục dữ vậy, càng ăn lại càng thấy đói. Marco à, tôi đã nói với anh rồi mà, tôi sẽ không bán tài liệu hội viên của công ty cho anh đâu. Cứ vậy đi. Nè, không phải đâu. Tôi biết là gần đây anh gặp rất nhiều rắc rối. Tôi có thể giúp gì được cho anh không? Anh cứ nói đi. Anh muốn gì đây? Anh giúp tôi thì tôi giúp anh thôi. Luật sư Hồng Điền Thanh giỏi nhất xử lý mấy vụ án giống như anh vậy. Nếu có hứng thú gặp ông ta, cứ gọi cho tôi. Họ đối với mình như vậy, cho dù mình thật sự làm vài chuyện có lỗi với lại công ty, cũng có thể thông cảm được mà. Billy, làm phiền một chút, tôi phải báo cáo thuế thu nhập của công ty, hôm nay là hết hạn, anh có thể gửi tài liệu qua cho tôi không? Tôi sẽ gửi cho cô nghe. Cảm ơn. Chỉ cần mình chịu bán đứng phòng tập CC thì có thể tự cứu mình rồi. Mọi người đúng giờ như vậy, tự tình cảm ơn nhiều. Tôi đi pha cà phê. Để tôi đi lấy mấy laptop. Nè, khỏi cần lấy, bàn trước đã. Trên mã bên này, được, đi thôi. Làm gì lại tới sớm vậy chứ? Trên mã, tự tình thấy ngại quá, mới sáng sớm đó kêu anh tới đi họp. Tôi thấy ngại mới phải, hôm nay tôi phải họp suốt cả ngày, chỉ có thể gặp mọi người buổi sáng. Theo anh thấy vụ kiện của Henry phải tốn khoảng chừng bao nhiêu tiền? Không bao gồm phí luật sư và phí tòa án, tôi ước tính sơ bộ chắc phải tốn khoảng 180-200 ngàn. Chúng tôi còn tưởng mỗi người hùng vô vài ngàn, chừng 5-6 ngàn là đủ rồi chứ. Là như vậy, tôi đã nghe anh Sơn kể hết mọi chuyện. Tôi cũng rất thông cảm cho người đồng nghiệp đó, cũng rất tán dương mọi người chịu hùng tiền giúp cho anh ta kiện tụng. Phần của tôi có thể không nhận, nhưng tôi nghĩ cũng phải tốn khoảng 180 ngàn. Con trai tôi có quỹ giáo dục 30 ngàn đô, dù gì nó cũng chưa dùng tới. Tôi sẽ lấy ra giúp Henry. Tôi cũng thương lượng với Emmy và Kay rồi. Tôi quyết định quý sau không mua quần áo nữa, không mua điện thoại mới. Mỗi người hùng 10 ngàn để thư kiện. Chú tôi hùng 10 ngàn, tôi cũng hùng 10 ngàn. Có nghĩa bây giờ đã có 90 ngàn, tôi hùng 20 ngàn. Ok, vậy phần còn lại tôi sẽ chia. Mọi người tốt với đồng nghiệp không khác gì người nhà của mình. Mặc dù Henry có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lần này anh bị người ta đổ oan, mã khuất phàm, tôi chắc chắn giúp cho anh lấy lại công bằng. Lúc trước anh vì giúp chị họ của tôi hy sinh nhan sắc, mặc dù anh keo kiệt nhưng bản chất cũng tốt lắm. Kết quả của vụ kiện này còn chưa biết được, nhưng có điều có thể khẳng định, người đồng nghiệp này của mọi người đã giành được tình bạn và sự tín nhiệm của mọi người. Marco. Phải rồi,
Tôi đã khui chai rượu vang năm 92. Hôm nay phải chúc mừng cậu được thăng chức làm tổng giám sát phòng tập. Đây. Xin lỗi nha, tài liệu hội viên mà anh muốn cuối cùng tôi vẫn chưa lấy được. Sao đây, muốn đột ngột tăng giá hả? Hay là muốn có điều kiện gì nữa? Cứ nói đi. Thứ mà tôi muốn anh không thể cho được. Tóm lại tôi sẽ không bán đứng những người bạn quá tốt với mình. Hẹn gặp lại. Nè. Không đúng. Là sau này đừng có gặp lại nữa. Sau này đừng có liên lạc với tôi nữa. Ngồi đi. Nè, các người bỏ tiền thuê luật sư giùm tôi để tranh tụng hả? Chúng tôi biết anh không dành dụm được tiền, lại không thích nhờ người ta, cho nên tính toán ổn thỏa mới cho anh biết. Tối đó anh giận vì chúng tôi ăn lẩu mà không rủ anh một tiếng phải không? Thực ra tối đó mọi người đang ở nhà tôi bàn bạc làm sao để giúp anh, nhưng mà sợ anh thấy ngại tổn thương lòng tự tôn nên không muốn giữ anh ở lại. Tối đó tôi đã nói mấy câu quá đáng, anh không trách tôi đó chứ? Mọi người ra tiền lại ra sức giúp tôi, sao tôi có thể trách mọi người được chứ? Trên Mã tới rồi nè. Chào mọi người. Luật sư Mã. Luật sư Mã, chào anh. Nè khoan đã, tôi không phải luật sư, tôi là cố vấn thôi. Chào anh. Chào anh. Chuyện này tôi bị đổ oan thiệt đó, cũng may là anh chịu giúp tôi. Anh không cần cảm ơn tôi, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn những người đồng nghiệp tốt của anh đi. Nói ngắn gọn thôi, hôm nay ký vào đơn ủy thác này, ủy thác chúng tôi, luật sư Nghiêm Cận sẽ lập tức tiếp nhận vụ kiện này. Lập tức tiếp nhận? Có phải giống như vừa nhảy lên taxi là tính tiền, sau này mỗi một câu tôi hỏi hay mỗi một câu tôi nói đều tính tiền phải không? Tiền, chúng tôi đã lo ổn thỏa cho anh rồi, yên tâm đi. Cảm ơn nhiều. Anh ký trước đi. Có tin vui, có tin vui. Chúng ta có thể tiết kiệm được tiền luật sư rồi. Anh nói rõ chút đi. Phía cảnh sát vừa gọi điện thoại tới nhà chúng ta, nói là ba người nam nữ du oan cho Henry thì ra từng có tiền án. Trước giờ phía cảnh sát đều để ý bọn chúng. Ai về tối hôm qua bọn chúng gây án, cảnh sát đã phái cảnh sát ngầm bắt ngay tại trận. Vậy có ảnh hưởng tới vụ kiện của tôi hay không? Họ đã nói rõ ràng rồi, anh bị du oan, cho nên là kêu chúng ta tới lấy lại tiền bảo lãnh. Vậy là sao cơn mưa trời lại sáng rồi. Cố vấn Mã, tôi chưa ký tên, có nghĩa còn chưa chính thức chấp nhận, có phải là khỏi tính tiền không? Vẫn phải trả. Tại sao chứ? Tôi chưa chính thức chấp nhận mà. Bởi vì có một người đụng hư điện thoại di động của tôi. Xin lỗi nha. Một cái điện thoại chuyện nhỏ thôi mà. Giáo sư không cần sợ, cái điện thoại này á, tôi đền cho. Tốt. Một nửa thôi. Cái điện thoại này thật sự đâu phải tôi đụng hư, tôi chịu đền một nửa, tình nghĩa quá rồi còn gì. Mã Gia Hảo, cả nhà chào đón cô. Chị dâu, bữa sáng của chị hôm nay thêm cái gì vậy? Gì chứ? Nếu không tại sao Tiger cười không ngậm miệng được vậy hả? Thế nào hả? Hôm nay Gia Hảo về nhà đó mà. Phải ha. Em với Tử Ni phải đi làm, không cần đi đón. Anh với mọi người đi được rồi. Sao đây, con sợ không chăm sóc được Gia Hảo à? Tự nhiên à, mấy chuyện như là cho bú sữa, thai bỉm, vú sữa đều rất dễ làm, chỉ là công việc đơn giản con thôi. Con không lo mấy chuyện đó, con sợ nhất là tắm cho con bé. Con bé mềm nhũng mong manh như cây bông vậy. Tắm thôi phải không? Con quên mất là má và ba từng theo học lớp tắm cho trẻ sơ sinh hay sao? Tự nhiên à, một số người không đạt chuẩn đâu. Lật đứa nhỏ lại, tắm phía sau lưng phải không? Nè, chị làm vậy sẽ chìm chết đứa nhỏ đó. Lệ Thường, Lệ Thường. Tôi xin lỗi. Nè. Ngại quá. Rất xin lỗi. Xin lỗi. Trời ơi chú Út, em cũng đâu phải lần đầu thi bằng lái là thi qua ngay đâu. Nói tóm lại ba bảo đảm chắc chắn là không sao đâu. Nhưng mà Minh Kỳ nói Gia Hảo rất là ngoan, chắc sẽ ứng phó nổi mà. Nói chung là chút nữa tới công ty em sẽ nói với luật sư Liêu tối nay tuyệt đối không tăng ca, về nhà sớm chút ẩm Gia Hảo. Người tới quà không tới, nghe chừng rất thiếu thành ý. Ông chú đây nhất định chuẩn bị món quà tặng cho bé rồi. Thế sao, gây tới cỡ nào? Là quà gì? Tăng 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 tăng. Có phải dễ thương lắm không? Nè, nếu như đó là Gia Hảo thì tiêu rồi. Nhất thời trượt tay thôi. Chăm sóc con nít sao có thể nhất thời trượt tay được chứ. Nè, để bảo đảm an toàn cho Gia Hảo thì bà dùng thân phận chủ gia đình nhà họ Mã để tuyên bố kể từ hôm nay, không có sự cho phép của bà, con không được phép đụng vô đứa nhỏ. Con đồng ý. Đợi đã. Kháng án, con kháng án. Kháng án cũng được, nhưng phải được ba phê duyệt. Thông qua. Cuối cùng hôm nay cũng có thể đưa con bé về nhà rồi. Nghe nói là con đầu lòng là con gái tốt lắm đó, có thể giúp ba má chăm sóc em trai. Mới đó mà muốn có đứa thứ hai rồi hả? Không có vội đâu, 3 năm sinh 2 đứa rất là bình thường.
cực khổ mấy năm đầu, sau đó thì rất là nhàn hạ. Ê, đâu có cực khổ, có thể chăm sóc cháu nội, không biết còn vui tới cỡ nào luôn đó. Gia Nhi đợi chút, mệt chết đi được, thiệt tình chưa gặp chuyện phiền phức như vậy bao giờ, khóc nguyên một đêm không nín. Lại là số 38 đó hả? Đúng vậy đó, khóc suốt cả đêm, là mười mấy đứa nhỏ xung quanh cũng bị đánh thức, đều tại con nhóc đó. Phải trách người má của nó, tôi e là cô ta không đủ sữa, lại không chịu pha sữa bột, đứa nhỏ ăn không đủ no mới khóc thôi. Cũng may là sáng nay cô ta xuất diện rồi, con 38 đó đi rồi, đúng là trời qua mây tạnh. Mấy cô nói đủ chưa vậy? Con nít là những đứa trẻ, không phải con này con nọ đâu. Không có chút tình thương nào hết, đúng là không có chuyên nghiệp mà. Mấy người là ai hả? Tôi là ba của số 38. Tôi là ông nội của con bé nè. Tôi là bà nội của con bé. Tôi là ông cố của con bé đó. Vì đâu các cô nói chắc nội của tôi làm sao? Tôi xin lỗi. Nè, đừng có lãng phí thời gian với mấy người đánh việc này, chúng ta mau đi thôi. Ủa ba, sớm về đâu qua rồi hả? Chưa có bữa sáng đâu. Ba có rang chút gạo, cho thêm một chút hoàng kỳ, nấu với nước cho bên kia uống, tốt cho con bé lắm đó. Con cũng nấu đu đủ đậu phộng với thịt bò và cá thu, tốt cho sữa. Bữa tối nay ăn cái gì? Theo căn dặn của ba, tim heo xào, bí xanh nhồi, còn có bánh thịt hấp, tất cả đều rất bổ khí. Nhớ kỹ, tuyệt đối không ăn gan heo nè, rồi các loại đậu nữa. Cả chim bồ câu nữa. Không được ăn thực phẩm còn sống, cả táo cũng không được ăn khi để lạnh. Không nghiêm trọng tới vậy chứ. Em đâu biết, ba nói mà. Nhìn từ góc độ trung y, sữa mẹ cũng như khí huyết gặp nóng lưu thông, gặp lạnh tắc nghẽn, cho nên ăn thực phẩm đông lạnh sẽ làm cho sữa mẹ bị tắc. Thì ra là vậy. Sao rồi hả? Nè, bút sữa xong chưa? Hả? Sao hả? Ăn no rồi. Cô đang vúi sữa cho con bé, còn hút được chút xíu sữa dự trữ nữa nè. Vậy sao? Má đem vô đông lạnh trước đã. Không biết Gia Hảo hiện giờ thế nào ha? Con nghĩ con bé ăn no, bây giờ nó đang ngủ rồi. Con lên mạng coi thử, con nít mới sinh cần phải ngủ ngon trong nhiều giờ. Đương nhiên rồi. Có chuyện gì vậy bà xã? Chuyện gì vậy? Gia Hảo trớ sữa, em mới ẵm nó lên, nó đã trớ luôn rồi. Dơ hết trơn rồi nè. Không sao đâu, bị dơ rồi thì thay đồ. Nhưng mà hôi lắm á. Em đi tắm trước đi, để anh thay tả cho con. Nè, đã nói trước ngày đầy tháng không được tắm, cùng lắm chỉ lau người thôi. Lại lau người nữa sao? Con cũng sinh được mấy ngày rồi, nhưng còn phải kiêng nước nữa sao? Nhất định là không có được. Còn trong tháng thì phải dùng nước gừng để mà lau người. Dạ. Bây giờ má sẽ nấu nước gừng ngay nha. Gia Hảo, con nghịch ngợm quá đi. Quần áo của má bị con làm dơ hết trơn rồi kìa. Ngoan nha. Tử Nhân à, để ông thay cho con bé. Không cần đâu, con xoay sở được. Ba, Tử Nhân nó lớn rồi, mấy chuyện này cứ để nó làm đi là được rồi. Ba là ông cố mà, phụ trách chơi với đứa nhỏ là được rồi ha. Phải đó, mọi người ra ngoài trước đi. Chút nữa tụi con ẵm Gia Hảo ra ngoài. Gia Hảo. Mọi người ra ngoài trước nha. Được. Nước gừng đun xong rồi đó. Được. Quá. Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Vừa rồi con mới mở tả ra con bé, liền rót trà cho con uống luôn. Gia Hảo hiếu thảo quá ha. Phải đó, cũng mà Tử Nhân nó không cần ba giúp, nếu không đi trà đó là do ông cố để uống luôn rồi. Coi các con kìa, một đứa khắp người là sữa, một đứa thì mau đi rửa sạch đi. Bên kia, con vào phòng ba má thay đồ đi, còn Tử Nhân xài toilet bên ngoài ha. Vậy còn Gia Hảo, con bé nó dơ hết rồi. Vẫn còn ba má mà, để ông bà tắm rửa cho con ha. Để bà giúp một tay. Ba không cần đâu, chỉ tắm thôi mà. Hai người bốn cánh tay là đủ sạch sẽ lắm rồi ha. Phải ha, bình nước nóng để chỗ má tráng rồi. Vậy thì đừng chuyển qua chuyển lại nữa, tắm bên đó cũng được. Cũng được. Ba qua giúp các con nha. Không cần đâu ba, phòng tắm bên đó nhỏ lắm, tụi con tắm xong cho con bé thì ẵm về đây cho ba chơi cùng với nó ha. Phải ha, mau lên. Đợi em đã, thiệt tình. Đóng cửa sổ chưa? Đã đóng. Bình nước nóng bật chưa? Đã bật. Quần áo, khăn bông, bỉm, khăn giấy ướt đã đủ hết chưa? Đủ rồi. Tốt. Thử nhiệt độ. Chỗ này hả? Ông xã, có phải là chúng ta nên... Không cần sợ đâu, chúng ta làm được mà. Nhưng mà có phải chúng ta vẫn nên... Cũng nên ha. Vậy, như vậy ha. Không biết tụi nó tắm cho Gia Hảo như thế nào rồi nữa. Con sấy tóc xong rồi, đương nhiên là phải tắm xong chứ. Gia Hảo. Chuyện gì vậy? Sao hét to quá vậy? Có chuyện gì? Hồ ba chết khiếp, ba sợ tới nỗi xem cái huyết áp của bị các con làm chết khiếp luôn. Vừa rồi tim con cũng ngừng đập 2 giây đó. Không phải hai ông cháu tưởng ba má ngâm Gia Hảo trong bồn đó chứ. Nhưng mà con búp bê đó,
Trời ơi, con búp bê đó ba má chỉ dùng để luyện tập thôi. Ôi trời ơi. Ôi trời trời ơi. Được chết trước cửa. Rửa mông cho nó đi. À, cái mông hôi nè phải không? Dạ hảo. Có chân. Đừng để lạnh nha. Rồi. Quá. Tắm xong rồi nè. Xong, tập luyện thành công rồi. Yeah, tuyệt quá. Vậy làm thiệt thôi. Ẩm và hảo ra đây đi. Em đi lấy nước. Ok. Ê, sao vẫn còn tiếng nước vậy? Vẫn chưa khóa vòi nước. Ê, có điện thoại. Con đi nghe điện thoại nha. Ông nội à, đột nhiên con cảm thấy con và Tử Ni có thể bình an trưởng thành đúng là nhờ ơn trời che chở đó. Viên Khi à? Dạ. Con đẩy lâu lắm rồi, chắc cũng mệt rồi, để ông tiếp con nha. Không cần đâu ông nội, em bé mới vừa ngủ thôi. Lỡ nó đột ngột tỉnh giấc thì phiền cho con lắm đó. Bình sữa, máy hút sữa, dây nối mấy chục thứ lận. Rửa xong còn phải hấp, hấp xong lại phải xếp lại nữa kìa. Còn nữa nha, rất nhiều yếm vải, quần áo, máy giặt tay ba lượt còn chưa giặt hết nữa kìa. Cả nhà mấy đôi tay chăm sóc, có một đứa nhỏ mà cũng bận rộn không ngừng. Lúc trước ba ruộng của con một tay chăm sóc 7-8 người còn phải ra ruộng, đúng là lợi hại hả? Con nghĩ là hồi đó không cần chăm sóc gì, trời sinh trời nuôi thôi mà. Hảo, để ông chú ẩm con nè. Để ông chú ẩm con ngang. Đi rửa tay, mau lên. Không chỉ rửa tay, tốt nhất là tắm rửa gội đầu luôn. Đội thêm cái mũ tắm nữa mới được ẩm da hảo. Có cần quá trương dữ vậy không? Đương nhiên là cần, bên ngoài nhiều bụi bặm vậy mà. Vậy không đụng vô da hảo nhưng có thể ngửi mùi con bé được mà. Chú ngửi trước. Rồi, con thích ngửi mùi sữa của con nít nhất kia mà. Da hảo. Tại sao da hảo? Thúi quá trời luôn, con bé ị rồi. Đài Lanh, muốn dành với chú sao? Trời ơi, tức chết được hả? Hễ thay bỉm xong là khóc liền. Để ông ẩm cho. Thầy cơ, râu của ba sao làm cho con bé sợ đó, để có ẩm cho. Nè, muốn gì? Lại sao nữa hả? Em đã khử độc còn chưa được sao? Vẫn chưa được, bởi vì em có tiền án xấu đó. Nè, anh Cường à, chuyện ban sáng là ngoại muốn, nằm ngoại muốn là tai nạn thôi mà. Chú à, để bảo đảm an toàn cho gia hảo, nếu em muốn ẩm nó, em làm ơn ngồi xuống chị đi. Chị dâu à. Đừng kêu chị, mời em ngồi. Nè, ngồi xuống. Nhớ kỹ, đỡ cổ con bé, đỡ cổ cái chứ. Em biết mà. Từ từ thôi. Đỡ cổ con nó trước. Đúng rồi. Coi chừng nha. Ê, đúng là không khóc nữa kìa. Đương nhiên rồi, con ẩm mà. Ba ẩm là khóc ngay đó ba. Ăn cơm được rồi. Ăn cơm thôi. Ê, lại khóc nữa rồi. Ngồi xuống, từ từ. Không sao. Ê, tốt quá rồi, vậy thôi em ngồi đi ha. Em ngồi đây thì làm sao ăn cơm được? Không sao đâu, để dành đồ ăn cho em là được rồi, có gì đâu. Chú à, như vậy là ưu đãi cho em lắm đó. Chị dâu à. Hay là cả nhà ăn cơm xong sẽ đút cho chú nha. Bà má của đứa nhỏ à. Là phiền chú. Là phiền chú nha. Ăn cơm. Ăn cơm thôi. Ê, thịt chua ngọt nè. Dạ, có món thịt chua ngọt chú. Nhất nữa đi nè. Ăn cơm. Giòn tan nha. Em vú sữa cho con chưa? Sao khuya vậy rồi, anh mới tắm vậy? Đúng vậy, anh phải làm gấp mấy cái hợp đồng nữa. Con làm việc nữa sao? Hết cách rồi, con gái dội ra ngoài gặp ba của nó, cho nên là hết lịch dự kiến luôn. Anh vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc con gái, ứng phó nổi không? Được. Nè. Anh còn chưa tắt đèn. Không cần đâu, dù sao chút nữa em cũng phải dậy mà. Nó cũng phải. Một tiếng mấy nữa lại phải dậy hút sữa, sau đó còn phải ăn cơm canh năm. Em thèm trứng lạp xưởng quá. Anh nhớ ông nội có nói ăn cơm buổi sáng là tốt nhất đó. Ăn cơm còn được, nhưng mà có thể thôi uống canh cá đu đủ được hay không? Chỉ nghe thấy mùi đó nữa là em muốn ói luôn. Má nói món canh đó rất là tốt cho em và con đó nha. Biết là tốt, nhưng cũng đâu cần ngày nào cũng uống vậy đâu. Không phải chứ. Sắp 3 giờ rồi, có đội Brazil anh thần tượng kia. Không coi đâu. Anh phải đi gặp châu công. Thần tượng của anh cũng không thể làm anh tỉnh dậy. Hay coi bộ anh sẽ còn dính chặt trên giường bất động luôn rồi. Thôi bỏ đi. Em muốn gì hả? Em hơi khát nước đó. Để anh đi rót cho em. Cảm ơn ông xã.
À, con xin lỗi, con dậy trễ. À, không sao đâu. Chào buổi sáng, em ngồi đi. Không sao đâu. Anh à, sao anh không kêu em dậy chứ? Má không cho anh gọi em dậy đó. À, bên kia, chào buổi sáng. Chào má. Nè, ăn sáng đi. Trứng lạp xưởng. Không phải là cơm canh năm sao má? À, má lỡ tay làm dư ra một phần. Cơm để trễ một chút nữa mới ăn được không? Dạ được, đương nhiên là được. À, Tư Nhân à, bà thấy giày đá banh của con ngâm trong toilet. Lúc sáng bà tiện tay giặt luôn rồi. Bây giờ đang phơi ngoài ban công đó. Cảm ơn bà. Tư Nhân à, trận banh tối qua chú ghi lại rồi hả? Giống vậy chú ghi lại giùm em cẩn. Như lúc sáng anh gọi cho chú nó coi rồi. Nè, chút nữa con đừng lên mạng, đừng đọc báo. Thì cũng giống như đang coi trực tiếp thôi. Phải phải. Cảm ơn chú. Đừng khách sáo mà. Việc làm này có tên đó, gọi là cái gì? Mượn qua kính Phật đó nha. À, sếp chú em quên mất. Tặng cho anh chị. Em mua nhưng không xài tới, còn mới đó. Bình giữ nhiệt. Đặt chút nước ấm ở trên đầu giường, muốn uống lúc nào cũng được hết. Tự đi cô mau đi, không được nói lúc ăn đâu. Ờ, khoan đã. Trứng lạp xưởng, giày đá banh, trận banh tối qua, bình giữ nhiệt. Không phải mọi người đặt máy nghe lén trong phòng của tụi con đó chứ? Không có gì mà. Có nhà giám sát tụi con hả? Không. Thực ra là máy giám sát của Gia Hảo. Ờ, cả nhà chỉ muốn tốt cho Gia Hảo trước khi xuất viện đã lắp máy rồi. Ờ, đúng vậy. Cả nhà chỉ lo nửa đêm Gia Hảo khóc, hai đứa không nghe thấy. Ai nghe thấy người đó giúp một tay thôi. À, phải. Phải đó. Ờ, ông nội à. À, ông không có phản đối đâu hả? À. Đừng có giận. Điều tại con lộ liễu đó. Cái gì chứ, con chỉ mua công hiến chút thôi mà. Tinh thần quen thuộc của họ mã chúng ta mà. Tư thân tương ái. Xin hỏi tình yêu này của mọi người nhiều cỡ nào vậy hả? Không phải chứ. Phòng ăn, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng nào cả nhà cũng lắp một cái. Có cần khoa trương dữ vậy hay không? Có còn nữa không vậy? Ờ, chắc hết rồi đó. Xâm phạm đời tư chú Út à, chú biết tội này nghiêm trọng thế nào không? Chú có phản đối giùm con. Có điều chú Út là người học luật mà, tuyệt đối tôn trọng cơ chế bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số. Cũng may là con không có nói xấu mọi người ở trong phòng. Nếu không thì nhà cửa rối ren bất cứ lúc nào. Con yên tâm, những chuyện không đáng nghe cả nhà sẽ không nghe thấy. Thực ra thì cả nhà chỉ lo hai đứa chăm sóc không nổi, nên tính quan sát giùm hai đứa vài hôm thôi. Phải đó. Dù sao Gia Hảo cũng là đứa chắc đầu tiên của nhà họ mà. Cả nhà coi trọng con bé cũng là điều nên làm. Tấm lòng của cả nhà tụi con rất là hiểu. Nhưng mà mọi người cũng phải hiểu, tụi con đã là ba má của Gia Hảo, có trách nhiệm chăm sóc tốt cho con bé mà. Mọi người cứ không ngừng giúp tụi con, chỉ khiến tụi con mãi mãi không biết làm thôi. Cho nên, để Gia Hảo có được người má hoàn hảo, bắt đầu từ bây giờ, mọi người phải dừng tay lại, đừng làm chuyện gì nữa hết, để tụi con tự mình làm. Tụi con phải chứng minh cho cả nhà thấy, tụi con làm được. Hết cả người à. Tụi mình có vẻ đánh giá hơi thấp sức sát thương của Gia Hảo và đánh giá hơi cao năng lực của mình rồi. Anh hối hận sao? Không phải là hối hận, chỉ là anh nghĩ tụi mình nói muốn tự mình xoay sở, không cần giúp đỡ, liệu quyết định này có sai hay không? Tụi mình vẫn luôn muốn học hỏi từ cái sai mà, phải không? Không phải chuyện gì cũng có thể một bước lên trời mà. Thành La Mã cũng đâu phải xây một ngày là xong. Phải đó, tụi mình cũng đâu thể chỉ trong một ngày làm tốt vai người ba người má đâu. Đúng vậy đó, sự trưởng thành cần phải có thời gian mới được. Ôi, ông xã ơi, anh làm đi. Hai tay em không còn sức nữa rồi. Mỏi quá rồi. Anh cũng vậy, cảm giác không phải là mình nữa rồi. Nếu như có người giúp tụi mình thì tốt quá. Tại sao mọi người... Chuyện là gì? Bởi vì lần trước vẫn còn sót là một cái. Con xin lỗi.
thì tình tụi con ứng phó không nổi. À, má hiểu, các con đã giỏi lắm rồi, chịu được tới giờ ha. Đúng vậy, cả nhà còn nghĩ các con chịu không quá 2 phút nữa, bây giờ qua rồi lợi hại, lợi hại lắm. Hai người đã vượt quá hạn mức, cừ lắm đấy nha. Cừ lắm, cừ lắm. Chỉ cần chứng minh các con có thể làm được là được rồi. Phải biết cách dừng tay đúng thời điểm thích hợp mới có thể đánh trận lâu dài được. Bây giờ hai đứa cứ nghỉ ngơi đi ha. Và Hảo cứ giao cho má, giao cho cả nhà đi ha. Tới giờ cho ăn, má sẽ kêu hai đứa dậy. Dạ được, cảm ơn má. Được cả sáu. Má ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Ngoan, 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 ngoan. Bà nội nhớ con lắm nè. Chị Dâu à, ra ngoài trước đi, ra ngoài trước đi. Để em đừng làm đau da Hảo coi. Không, em lo anh ẩm không chắc thôi. Ẩm và Hảo để em ẩm cho. Ê, chú ẩm con bé, con ẩm chú ha. Trời ơi, để anh mà thiệt tình. Nè, cẩn thận đó. Từ từ. Ngoan, 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 ngoan. Bà kéo ra đi. Cẩn thận nha. Đi. Ba, để con đỡ ba. Cẩn thận. Ngủ thôi. Anh có chống đỡ nổi không vậy? Không sao đâu, cho ăn sữa về thay tả thôi. Hôm nay làm mấy lần anh đã quen tay rồi. Em ngủ tiếp đi. Vậy em ngủ thêm chút nữa nha. Chút nữa tới lượt em đó. Hả? Sao không có bình sữa vậy? Chắc là ở chỗ chú Út rồi. Ta là cố nội của con nè. Con khỏe không? Chắc chắn là con ăn no lắm rồi đó. Đôi mắt mới hấp hái to tròn như vậy. Để ông cố nội nhìn thấy rõ có phải không? Cố nội con cũng vậy đó. Con về nhà bấy lâu rồi. Vậy mà cả ngày hôm nay cố nội không có cơ hội nào ẵm con. Tới giờ ông cố nội mới nắm được bàn tay bé xíu của con trò chuyện với con. Cố nội giới thiệu một chút nha. Con đó tên là Gia Hảo. Bá Gia Hảo. Ta chính là cố nội của con, tên là Mã Hổ. Hả? Cố nội thay mặt nhà họ Mã hoan nghênh con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.